Mất tiếng đạo ăn hả? Đang quay. Mình quên, ê, hồi đó mình biết chứ mình mua mấy cái đèn cầy ha. Cắm xung quanh đây nè ha. Cái gì vậy? Dạ. Em mà nói cái đó hả chắc cũng phải tới ngày mốt mới có đi ăn á. Bàn hết biết luôn. Đúng rồi. Đã trưa. Đúng rồi quá. Đã trưa bé nhỏ bàn với em. Vô. Vô. Tối về đó anh bàn. Em đi nói bàn trưa hôm qua. Bàn hết biết bàn. Vô. Vô nè. 1 2 3 vô. Mất rồi quá. Khỏi sợ đi. Tao sợ ma. Mình sợ ma hả? Ma. Tao chỉ sợ. Cái gì vậy? Sao lưng em vậy? Em lùi cục. Cục đất. Cục đất thôi dưới đây sợ không lưng. Thì thấy đen lùi nó chơi đen lùi. Hát ngon cũng đen luôn á. Anh có thấy. Cái này thì cũng là sao đó. Cái thua vậy. Cái đèn pin chủ yếu để rọi cái đây mà. Đang ấy mà. Quay dưới đây mà đang ấy đi hả? Trời em ơi. Chủ yếu. Em chủ yếu là nghe tiếng mẹ chứ đâu phải quay. Nghe tiếng. Đây bấm cái này. Nghe tiếng bấm cái đó. Để nghe tiếng. Vậy sao em nói ghi âm tự nhiên anh kêu quay cũng ghi được mà biểu. Đen nhoi quá. Đang quay không quay thôi tự nhiên để dưới. Nè đứa cầm khúc nè Tâm cầm đi. Vậy. Quay đi. Đang quay á. Quay vừa quay vừa rọi, ý là vừa quay vừa rọi cho nó sáng có được có đồ ăn. Má ngồi đây, Tâm không qua đây ngồi chút đi xong. Giống nhau mà. Cày mắt quá. Tao ngồi bên đây cũng giống mình đó à. Kêu anh qua đây ngồi. Chó mắt. Anh kêu anh đưa cho anh Tài qua đó đi sao anh làm gì anh ngồi bên này. Ai biết nè, nó làm như nó sợ hay gì á. Sợ ở đây ăn thịt anh hả? Ở gì qua đây cái chỗ đâu ngồi. Qua đây nè, ngồi kế trên nè ba. Bên tụi em nè. Ngồi trong cái bao luôn nè ba. Lộc. Ngồi trên cái bao luôn nè. Nãy cay hết nắc luôn á. Xinh quá, xinh quá. Mẹ không thấy tôi đang khóc à? Sao tự nhiên cái hộp cơm của anh nó giờ đi rồi bé? Đi nước nước nằm đây. Đổ. Của Trinh á. Của Trinh anh cầm giùm luôn đi. Anh cơm đi. Đây đó. Bụng kìa. Ăn cơm đi đó. Ngồi ngồi kế trên đi. Đi nước này để qua ai? Của Trinh á. Không phải mẹ của Hậu. Mẹ nói với Hậu nè. Anh cho đi qua đây mình xách theo ly nước của nó luôn hả? Nước gì thấy rồi hốt luôn. Ngồi đâu vậy? Ngồi kế trên nè. Trời đất ơi. Khổ ghê luôn á. Còn cái bạn Hậu đó, bạn đổi chỗ giùm mình cái. Nhiều chuyện nữa à. Bạn đổi chỗ giùm mình cái. Sao được chưa? Được chưa? Được rồi. Anh quay anh Thông đi chứ sáng giờ không có thấy mặt anh nè. Trời ơi. Gian đi anh. Nghe chưa gian. Ờ đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Quay lên quay lên. Được rồi. Rồi được rồi. Chỉnh cho tay gian cái thôi. Vậy ba. Rồi, ủa muốn lon ai hả? Lon tôi. Ủa lon em đâu? Lon em đang đây cầm. Nè. Ủa, lon tôi. Em cầm nè. Má cái chỗ ngồi gì đâu mà không thấy yên bình vậy trời. Tưởng ăn gian phi. Cái chỗ này như bé tét nè, bật cửa. Đó, đúng, đúng, đúng. Rồi được rồi, em ngồi đi. Ở được rồi. Vậy ngồi được rồi. Mới sửa xong rồi. Rồi rồi. Chạy. Chạy rồi. Trời ơi, gì đang slow vậy? Hồi nãy giờ mình chưa ăn cái sâu này nè. Cay quá. Ơi, tôi nhớ có sâu đậu bắp không mà ta? Cái con tôm nó cay dữ mày. Chỗ mực. Trăm đũa trớ mực kìa trăm ơi. Má ơi, tôm cho mà cay dữ vậy. Cay quá thiệt. Rồi, vô. Ăn bắt bia ghê luôn á. Vô. Nè, thích quá. Thôi, vô. Được rồi. Quế rồi nha. Vô đi. Vô. Ở chơi coi này, coi. Nè. Bỏ mấy cục đầu. Vô. Ủa chưa thiếu mình á, làm lại. Rồi cho anh vô đi, tội nghiệp quá. 2 3 vô. Gì vậy? Hết hồn. Vô anh ơi. Nghe tiếng vang vọng. Ừ đúng là mùi này. Ủa anh thấy làm như khác hơi bị nhiều quá, tầm vòng vòng ở chỗ này nè. Quắn quá trời cả. Ê trảo lạnh đó. Bỏ đá vô ly uống đi. Trảo nước này vậy. Trảo mấy cái đó giùm ơi. Rồi. Nó là chín rồi mà. Cái kia kìa. Trảo rồi hết rồi đó. Cho mấy miếng cơm nữa lên đây mày, không nóng ăn coi. Nè thấy đây nè. Cái trời ơi. Không thấy đường. Này mắt bận quần cái gì á. Còn này giống như ngày hai lần nha. Nè lỗ. Hồi sáng lỗ tai bận quần, giờ mắt bận quần. Không nghe những câu lạ lạ mà. Anh nói là không hiểu nữa anh. Này nướng được. Rớt. Này chín chưa? Rớt tai. Lâu rít đó thì mình nghe này mình hiểu. Rồi. Nhưng mà nói những cái câu mình hồi nào dùng chưa nghe. Bởi vậy. Câu mới mà, này câu mới chế. Ảnh trong rừng mới ra hôm nay vô chảo không biết luyện được gì nữa. Luyện siêu đẳng mà. Ủa nãy giờ mình chưa ăn cái kim châm nữa ta. Nó đi đâu rồi? Nãy nước tao không ăn. Nó về hướng nào à? Em ăn chưa? Chưa. Ăn đi. Thôi ăn đi. Ê chuẩn bị khu rượu nha. Hát bia à. Nhiều uống hai thứ lộn xộn trời. Ăn đi. Ăn đi. Hỏi anh. Hỏi anh. Mày.
thổ sao nóng. Ê không, chung là tinh thần chắc phải lấy thang bỏ vô thêm mày. Có gì đâu, thì hết rồi tính. Chưa. Dở lên luôn đi. Coi chừng lũng hộp. Cái này chính miếng thịt chưa lũng lũng hộp. Cho em cái bắp đi. Rồi, ăn đi. Chín chưa? Bỏ cái khúc này nó đừng nó khác không à. Nuốt. Này không có kéo cắt ra hả? Bỏ lại miếng miếng đi, bỏ vô chén đó. Ê quay được 5 phút mấy rồi Tài. Chắc rồi.